Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với vlog của mình. Bây giờ Việt Nam thì cũng đã chuẩn bị đến Tết rồi và mình chắc chắn là mọi người bây giờ cũng đang chuẩn bị sắm sửa quần áo này, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị cho một dịp lễ đặc biệt của năm đúng không? Năm nay là năm đầu tiên mà mình đón Tết ở nước ngoài, thế nên là mọi người hãy cùng mình vào bếp nấu một vài món ăn của Việt Nam cũng như là thay đổi bản thân mình một chút để chuẩn bị cho một năm mới 2024 nha. Không biết là mọi người có cảm thấy giống như mình không, thế nhưng mà mỗi khi mình cảm thấy nhớ nhà thì mình thực sự rất muốn ăn một cái món ăn nào đấy của Việt Nam. Thế nên là hôm nay mọi người cùng mình vào bếp nấu món bún đậu mắm tôm nhé. Sau khi mà luộc thịt xong thì mình sẽ vớt ra và tráng qua với nước cho nó giòn. Các nguyên liệu còn lại như là đậu này, chả này, giò này thì mình đều mua ở siêu thị và mình chỉ việc đem về nhà rán lại qua là có thể ăn được rồi. Từ khi đi du học thì mình cảm thấy cái trình độ nấu ăn của mình lên tay hơn rất là nhiều. Mình dành thời gian nhiều hơn cho việc nấu ăn và mình cũng tập học cách làm cái món ăn của Việt Nam nữa. Trước đây thì mình lo là sau khi sang bên này mình thèm phở, thèm bún đậu mắm tôm mình không thể đi ăn được. Thế nhưng mà bây giờ thì mình có thể hoàn toàn tự đi mua nguyên liệu và về nhà nấu thôi. Trộm vía một cái là ở bên mình khi mà mình muốn đi mua nguyên liệu hoặc là thực phẩm Việt Nam thì nó cũng rất là dễ dàng. Tại vì ở bên này thì có những cái siêu thị Việt ấy. Và ở đấy thì người ta bán rất là nhiều loại rau Việt Nam này, hoa quả này, rồi gia vị các thứ. Nói chung là cái gì cũng có mọi người ạ. À đúng rồi, bên này thậm chí là mua được cả mắm tôm luôn đó mọi người. Trên biết là tại vì mình không ăn được mắm tôm, thế nên là mình mới pha nước mắm thôi. Chứ còn bạn mình vẫn mua mắm tôm về và pha như bình thường nha. Một cái nữa mình thích khi mà tự nấu đó là mình có thể bỏ nhiều những cái topping mà mình thích. Và có thể bỏ topping thật là mạnh tay. Trong hai đĩa bún đậu mắm tôm kiểu full topping không có chỗ để bún luôn đấy mọi người. Quay xong cái đoạn này thì máy của mình bị hết pin mất, thế nên là mình không quay được reaction của mình lúc ăn. Nhưng mà hai cái đĩa bún đậu mắm tôm này siêu ngon nha mọi người. Ăn xong cảm thấy nỗi nhớ nhà của mình được nguôi ngoai đi phần nào luôn á. Bữa sáng hôm sau của mình thì là yến trưng. Ở nhà thì mình toàn được mẹ trưng yến cho ăn, thế nên là sang đây mẹ mình cũng gửi yến sang cho tụi mình tự trưng ăn với nhau ấy. Dạo này mọi người như thế nào rồi? Cuộc sống của mọi người có ổn không? Thực ra là dạo này mình có khá là nhiều chuyện phải suy nghĩ. Kiểu thời gian cuối năm thì lúc nào cũng là cái lúc mà mình cảm thấy là một hành trình đã kết thúc. Mình muốn dành thời gian để suy nghĩ lại những cái kỷ niệm của năm cũ. Rồi mình muốn xem là năm vừa rồi mình đã làm những cái gì, có những gì mình có thể phát triển và phấn đấu hơn để đạt được trong năm mới. Dạo này thì thời tiết ở Vancouver tuyết và mưa khá là nhiều, thế nên là lúc nào ngày nó cũng cứ xám xịt u buồn hết mọi người. Cảm giác nó sẽ kéo tâm trạng của mình xuống. Thế nên là mình muốn dành thời gian ở nhà để chăm sóc cho bản thân mình, kiểu tự healing bằng những món ăn ngon ấy. Mình cảm thấy cái việc ăn ngon nó sẽ giúp tâm trạng mình nó khá hơn rất là nhiều. Mình mong là những ai cũng đang có những cái nỗi buồn phiền hoặc là khúc mắc của năm cũ thì mình cứ coi như đấy là cái động lực và cố gắng để mình phấn đấu tốt hơn trong một năm mới. Mình phải luôn giữ được sự lạc quan để chuẩn bị cho một khởi đầu mới thật là tốt đẹp nha. Đây là ngày 29. Hôm nay phải mùng 4 nha, không đi không. Chắc là mình toàn rồi đấy. Mình muốn cắt tóc mình su lắm đó. Đã quá lâu rồi mình không cắt tóc, thế nên là bây hôm nay nhân dịp chuẩn bị sang năm mới, mình quyết định là xuống tóc, cụ thể là cắt mái thôi. Cắt đi, cắt đi, nữa đi. Nghiêng nghiêng con này đi. Thế mà phải khác là khác đi. Ta bảo tóc mày mày cắt mỗi tí chả lại khác gì cả. Ta nhận ra là cũng lâu lắm rồi ta chưa cắt mái. Tại vì trước khi đi ta đã cắt rất ngắn. Ta cắt đến mũi luôn đấy. Để chắc chắn là 3 tháng nữa tóc ta không mọc ra. Ok. Bye bye. Bay phết mày ạ. Bay bổng đấy. Được rồi đấy. Nó không bị thẳng nữa. Chào. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt trong cuộc đời của tôi. Hôm nay mình sẽ nhuộm. Nó không có ấy người mà đây có. Giờ mình sẽ giới thiệu thuốc nhuộm tóc. Đây sẽ là cái màu mình nhuộm nha. Nó là warm coral nhưng mà mình muốn nó đậm hơn, thế nên là mình sẽ không tẩy. Đây là số 1 nha. Colorants này. Đây là hộp số 2. Hộp số 3 đâu? Đây. Ta sẽ bút cái 1, cái 2. À đâu, 1, cái 3 và cái số 2 này. Đây là cái loại số 2 nhá. Đấy, của mình đang mặc áo đồng phục đi làm ấy. Ê, thối quá. Đây.
số 3. Mày ơi, mày đâu rồi, thợ làm tóc của tao ơi. Mình có những chút rồi. Tổ luôn vào. Ừ, nó kêu là tổ số 1 với các số 3 và số 2. Tổ số 1 với số 3 và số 2. Đây, số 1 đây. Số 1 với số 3 và số 2. Đây, số 2. Ôi, màu. Tao thấy màu rồi. Say that all I want is you and to be near, standing where you are. I'll give you my heart, peace when we're apart. But then you walk by, you see walk by and start smile, got up and took him by the hand. Now I understand that he is your man. Sau cuối cùng luôn. Ok, không thể cạn hơn được rồi. Tiếp theo, change the lid of the container to cái lược. Lắc à? Lắc và trải lên đầu thôi. Lắc lên. Lắc kiểu gì? Lắc thôi, lắc. Nó có bị phọt không? Thả máy. Thả cô luôn. Ôi. Ôi cái gì? Nó có cái gì đâu? Ở đâu? Thấy chưa? Nó lên rồi đây này. Trông giống cái yếm ăn của em bé. Sao cái mùi gì lạ lạ? Mùi này tính này. Nào con ra đây. Wow, tiệm tóc tại ra. Ai nhưng mình xanh ngược lại rồi đúng. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi, xanh ngược lại. Yoki, okidoki. Okidoki yo. Is that true? I'm ready. Ready rồi các guys. Không bỏ con hết đâu. Và đi hết hạn được một ngày. Vẫn ngon, mày ngồi xuống đi. Cao vậy chứ. Nhìn, mày chia tóc đi đã. Nhưng mày phải ngồi xuống, tao phải chia. Mày lột từ chân trước nhá. Ừ. Đi ăn từ trên này. Đấy, ở dưới này sẽ. Tóc tẩy mà, tóc chỉ được như thế thôi. Ui, ui cái này hay quá em. Hay mấy. Ừ. Ờ. Cái nó sẽ đều ấy. Nó vào cái chân tóc. Ừ. Tóc đã được 1/4 mái đầu anh em. How is it? Các bạn thấy không ạ? Casino. Ý trời. Đó là tí nữa mới coi được mà. Cứu tôi. Mua 60 đô tiền thuốc nhuộm quá. Như thế đi đây. Bé đằng sau nó cam chưa? Thôi mình đã trả lời là ta biết rồi. Thôi là sao? Tí mới rửa đi mới thấy được màu. À, mệt quá. Tháo nó ra. Sao nó không? Nở lên. Chết rồi người ơi, mình nở hồng ngon tí nhỉ. Hồ nha. Ôi dồi. Hồng là không thích chứ là sao? Tại vì tại sao không thích rồi? Đúng. Đúng là bạn tốt. Có tay tạm thế không? Sẽ rất là tốt. Chị chị. Ba gọi là cố gắng để cho cái phần đuôi nó không bị hồng. Vì tôi không muốn màu hồng. Tôi hate. Nhóc luôn. Còn nhiều nữa luôn. Thấy cũng nhiều mà. Nhổ lông mày không ta? Nhổ không? Không 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 không, ta đùa thôi. Ta đùa thôi. Ta chỉ đùa. Ê mày ơi, mày cái sợi này của tao chưa được thuốc nhuộm. Cam đi. Nhìn dưới đèn trong nó cũng cam quá ha.
mình sẽ chuẩn bị đi xả tóc. Bây giờ đã là 11 giờ kém. Đồ tôi đã xả tóc và mai ra tắm vậy. Hello mọi người. Mình đang sấy nhưng mà mọi người có thể thấy là nó không cam lắm. Nó kiểu nâu nâu á. Kiểu nhìn kỹ thì cái phần tóc ở đây của mình hơi cam này. Cái phần chân tóc kiểu nó là tóc thật ấy. Tóc mới màu cam, tóc tự nhiên. Anyways, mình sẽ sấy thêm xem màu nó sẽ như thế nào nha. Nhưng mà nhìn trong mắt là không thấy cam rồi. Nó hơi buồn rồi. Chỉ mong là nó không xấu. Một chú bò. Màu này giống màu gì kiểu caramel à? Đẹp quá. Caramel, caramel. Ê, nhìn tóc ta đen thật sự luôn mày. Sao không tóc ta khỏi tóc mày? Một chú đi. Bò mới. Tưởng không đều mà cũng đều phết. Chỗ này nhìn giống khô gà luôn. Đoạn cuối này nhìn giống khô gà ấy. Khô gà. Cháy tỏi. Trời ơi, tóc này. Ê, kiểu cái hộp siêu to ấy. To bằng người mình luôn. Mình sẽ unbox cái hộp quà này. Kiểu mình mấy lần mình mua đồ trên Shein hoặc là trên mấy cái ứng dụng kiểu Temu các kiểu ấy, thì mình mua rất nhiều túi. Mình rất thích túi. Thế nhưng mà những cái túi này nó rất là kiểu nó rất là không đúng form ấy mọi người. Mình rất buồn. Thế nên là mình quyết định sẽ mua một cái túi kiểu một cái túi có thể dùng được lâu dài và kiểu mình đầu tư cho một cái túi mình thích. Thế nên là mình cũng bóc với mình nha. Cái hộp quà rất to, mình thấy designed handbags made in Italy luxury leather. Wow. Mà thấy mình chấn mượn rất xấu. Nhưng mà không kiểu rất chỉn chu, cả packaging rất là kiểu xịn xò. Kiểu cái hộp này rất cứng cáp hơn mọi người, nhưng mình nghĩ là sẽ không ảnh hưởng cái túi bên trong. Một cái túi vải như này thì mình sẽ để cái túi bên trong đó. Mở ra xem nhé. Mới sẽ sáng thấy cái túi của mình chưa? Thật sự luôn kiểu kiểu siêu dễ thương ấy. Kiểu mình hay đi quay, lúc mình đi chơi thì mình phải đem theo máy ảnh mình quay. Thế nên là mình kiểu muốn mua một cái túi mà nó không quá to nhưng mà nó để được đồ để mình quay phim ấy. Đấy, mình phải bên trong túi. Kiểu đây là những cái đồ mình sẽ đem đi khi mình đi chơi. Thì lúc nào mình cũng sẽ phải đem theo cái chân máy ảnh. Chân ngồi cái máy ảnh của mình. Pin máy ảnh. Đấy, sau này mình sẽ kéo nó vô. Ê kiểu rất gọn gàng ấy. Kiểu mình rất thích. Trời ơi, mình hay đeo đi chơi trông nó vẫn xinh ấy mọi người. Còn nếu mà muốn mua một cái túi kiểu nó to hẳn để kiểu đựng đồ máy ảnh thì đi chơi thì rất là cồng kềnh. Một túi này rất xinh, kiểu mình hay đeo đi chơi mà nó vẫn kiểu trông kiểu rất là kiểu nữ tính mọi người. Like. Phần túi được làm bằng da cao cấp và rất là sang trọng. Đường chỉ may của hãng cũng rất là tỉ mỉ và không hề có lỗi. Trên trang web của hãng thì bộ sưu tập Teddy có rất là nhiều thiết kế ít phức tạp hơn, hướng đến đối tượng người trẻ với mức giá thấp hơn đáng kể so với chất lượng. Hello. Hôm nay mình đã có một tin dữ là cái chị chơi với tụi mình bị Covid. Hôm trước vừa uống trung cấp xong, hôm nay mình đang nấu gà tần để tầm bổ mình nấu. Xong rồi thí và xin chào. Ui.
Mình ra sông đi. Nhưng mà rau cải cứu được có bị chấn cho nó đắng. Mình ra đây sông đi. Sông phải sông xanh với cả. Đi ra đây, tao không cần biết. Cứ sông cho tao. Ngon quá rồi, ta không nêm nếm gì luôn á. Ngon à. Cảm giác hết hành Covid luôn. Vlog của tuần này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ và nhiều may mắn nha. Hẹn gặp lại mọi người những vlog tuần sau. Bye bye.